Nếu như bạn đang cần một chiếc máy cassette cầm tay, ngoại hình đẹp, toàn thân full nhôm, phát ra loa ngoài được, hoặc có thể tự hành được luôn, tích hợp loa ngoài, thì đây chính là model mà bạn đang tìm kiếm, Sony TCM450. Một trong những chiếc máy cassette cầm tay có thể đáp ứng được những cái điều đó cho bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ test cái khả năng chơi tự hành của em nó. Toàn thân full nhôm nha. Rồi, cái điểm đặc biệt thứ hai Sony TCM450 này đem mang đến là chúng ta có thể điều chỉnh được cái tốc độ của cái vòng quay của cái băng ta. Thì điều này nó sẽ giúp chúng ta là cân chỉnh được cái tốc độ vòng quay của băng. Và bây giờ em sẽ test cái khả năng chơi âm thanh của em nó hết bằng việc phát ra loa ngoài. Em đã làm rất là nhiều video clip về cái con 450 này rồi, anh em có thể tham khảo những cái đường link ở bên dưới nhé. Bên đây sẽ là volume này, tốc độ này. Máy rất đẹp nha. Ok, xin cảm ơn tất cả các anh em đã chú lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video clip tiếp theo. Nếu thích clip này thì hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những cái sản phẩm mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.